cánh đồng Chéo B thuộc huyện Phú Xuyên, Hà Nội. Ở vị trí này lẽ ra đã được xây dựng trạm biến áp 110 kV phục vụ cung cấp điện sản xuất và sinh hoạt cho gần 200.000 người dân trong huyện. Dự án đã được phê duyệt từ lâu, công tác khoan thăm dò địa chất cũng đã hoàn thành, thế nhưng vẫn chưa thể triển khai xây dựng bởi người dân tại tiểu khu Mỹ Lâm lo ngại ảnh hưởng đến sức khỏe. Chỉ khoảng 100 mét đã đến dân rồi. Thế tất cả những sự cháy nổ hoặc như vậy, vấn đề như vậy là về môi trường là thứ không ai thể tính trước được, đúng không? Tuy nhiên từ hàng chục năm nay, việc xây dựng trạm biến áp đều đã được áp dụng các chỉ số an toàn theo tiêu chuẩn quốc gia, không chỉ đảm bảo an toàn về cháy nổ, các yếu tố ảnh hưởng đến sức khỏe không nhìn thấy được bằng mắt thường như bức xạ, từ trường cũng được kiểm tra định kỳ. Hàng năm thì chúng tôi đều mời các cái đơn vị chức năng đến để coi như là đo các cái chỉ số về từ trường, mọi cái chỉ số đều đảm bảo. Có công suất lớn gấp đôi trạm 110 kV, nhưng diện tích trạm biến áp này lại chỉ nhỏ bằng 1/10. Bên trong những ống thép là các máy biến áp hiện đại, đang dần được thay thế các trạm biến áp công nghệ cũ. Cũng là một trạm biến áp 220 kV, tuy nhiên thì như quý vị có thể thấy thì ở trạm biến áp này không có những cái cột điện cao thế, không có trụ sứ, không có những cái búi dây điện loằng ngoằng. Ở đây thì tất cả đã được tích hợp vào một cái hệ thống rất là gọn như thế này. Bên trong khối máy móc này là những cái hệ thống biến áp 220 kV đang hoạt động. Tuy nhiên là những cái hệ thống máy bên trong được cách ly với lớp vỏ bên ngoài bằng lớp khí FS6 để cách điện. Thế cho nên là tôi hoàn toàn có thể chạm tay vào các thiết bị như thế này mà hoàn toàn không bị điện giật. Nếu như với một cái trạm biến áp 220 kV thông thường mà tôi chỉ cần đứng ở cái vị trí này thôi, chắc chắn thì tôi đã cháy thành than mất rồi. Và trong thời gian tới thì những cái trạm biến áp mới được xây dựng cũng sẽ được áp dụng những cái công nghệ an toàn như thế này. Ngay cả với những trạm biến áp đã có tuổi đời gần 30 năm, với hầu hết các thiết bị công nghệ cũ của Liên Xô như trạm biến áp Phương Liệt, thì trong suốt một thời gian dài hoạt động cũng chưa từng xảy ra sự cố nào. Chỉ cách những khu nhà tập thể xung quanh 5 mét, đúng bằng khoảng cách an toàn quy định, thế nhưng bà Phương cũng như hàng trăm hộ dân khác vẫn yên tâm sinh sống. Thì chứ khi nào mà giả thử những gia đình mà xây những cái lồng ra mà kiểu lấn chiếm lưới điện thì mình sợ thôi, chứ còn bình thường thì không có gì cả. Theo quy hoạch của Sở Công Thương Hà Nội, từ nay đến năm 2025 cần xây dựng mới 65 trạm biến áp 110 kV cùng hơn 1.000 trạm biến áp phân phối mới đủ đáp ứng nhu cầu tiêu thụ điện của người dân cũng như quy hoạch phát triển của thủ đô.